Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh B Audio Sài Gòn. Hôm nay B sẽ test một thể loại nhạc nhạc Tây để quý vị cùng thưởng thức qua đơn loa đến từ hãng Tannoy. Tannoy một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, được sản xuất tại nước Anh nha quý vị. Dòng loa Tannoy với model là DC2000, nó có 23 bass là 2 bass thật nha. Đây này là loa này vừa bass mid và treble nữa trăm luôn. Giống như loa đồng trục, Tannoy thường hay làm kiểu đồng trục như vậy nha quý vị. Và đường kính của hai loa này là 20cm, gang cao su nha, gang nguyên của nó nha quý vị. DC2000 nha. Đây là DC2000. Nó có chiều cao là 68,5, chiều rộng 26 và chiều sâu là 25,5. Dòng này là quý vị có thể chơi được bi quay được luôn, nếu như chúng ta có đi bi quay, còn không chúng ta chơi thường, không cần chơi bi quay. Tem lưới còn đầy đủ nha quý vị. Đây là cái lưới của nó nè, cái lưới của nó đây, Tannoy đây nha. Đây lưới bằng nhựa nha, mình đậy lưới lại nè, cho lưới không bằng nhựa ha. Qua phía sau nè, đây cái tem này là có nghĩa là cái model này nó được xuất sang thị trường Nhật nha quý vị. Và cái dự tiết cho cái hãng tiết này là nhà phân phối cho Tannoy ở thị trường Nhật nha. Đây nó có 4 trạm gắn loa nè, 4 trạm gắn loa ha. Baby đang chơi thường, Bi không có chơi bi quay, Bi không chơi bi quay nha, chơi thường thôi. Mình quay phía sau luôn lại quý vị nhìn nè. Rồi, đó, đầy đủ hết nha. Ở trên này nó có chữ tiếng Anh quá trời luôn, nó in trên này, in trên này nha. Ở đây cũng có, trên cái chỗ này dưới này cũng có khắc cái chữ Tannoy luôn. Nếu quý vị mua mà ví dụ như nó bị thay cái trạm này thì nó sẽ không có những cái chữ này đâu. Nhiều loa thì về nó bị hư bị gãy thì thay thì nó mất hết rồi, không có ai làm giả mà làm lại được đâu nha quý vị. Quý vị nhớ nhé. Ok chưa? Rất là ok luôn. Và mức giá thì bán cặp loa Tannoy model DC2000 này là 12.500.000. 12.500.000 nha quý vị. Quý vị nào đang săn lùng model nha, thương hiệu Tannoy thì alo cho Bi với cái mức giá khá là bình dân. Quý vị cũng biết là hãng Tannoy mức giá 12.500.000 là khá bình dân rồi. Và quý vị nhớ là bên Bi hiện giờ Bi có bán dây loa để cho quý vị. Đây loa nha, một cặp dây loa như vậy 2 mét, mỗi bên là 2,5 mét, một bộ như vậy là 5 mét thì bị bán 600.000 nha quý vị, 600.000. Và quý vị thấy đây là trạm, một đầu trạm bắt chuối và một đầu lại gọi là đầu tổ chim nè, mỏ chim nè quý vị, mỏ chim nha. Nếu như quý vị có âm ly mà âm ly cổ á, dùng cái mỏ chim này thì quý vị dùng cái cặp này rất là tiện. Còn không, nếu như cái âm ly mà có hai trạm bắp chuối luôn, có nghĩa là gắn bằng cái trạm bắp chuối này thì Bi cũng có một buổi giới thiệu rồi. Và đồng giá nha quý vị, một cặp hai trạm bắp chuối hết thì cũng là 600. Và một trạm mỏ chiêu, một trạm mỏ bắp chuối thì cũng là 600 nha quý vị. Ngay tròn. Đây, thương hiệu Mỹ và được sản xuất tại Trung Quốc nha. Bi nói rất là rõ ràng nha quý vị. Một bộ như vậy là 600.000. Rồi đây là dây cáp quang, xin lỗi, dây AV nha quý vị, dây AV nha, rất là xịn sò luôn. Và mức giá Bi bán là 400.000 nha. Ai cần cái nào thì mua cái đó nha. Và quý vị đừng quên là bên Bi là có chép sẵn nhạc qua USB này. Cái USB này là USB hoàn toàn mới nha quý vị, của hãng Kingston nha, hoàn toàn mới nha. Và dung lượng của nó là 128 GB nha quý vị. Đây, thì Bi tháo cái hộp ra rồi. Cái này thì Bi đã chép nhạc cho khách rồi nè. Quý vị, bên Bi là có nhạc, nhạc ở đây là nhạc chất lượng cao nha quý vị, nhạc lossless chất lượng cao.
bolero, nhạc vàng, rồi nhạc xuân cũng có nữa. Quý vị thích nhạc nào thì báo cho Bi biết, hoặc là Bi tự chọn, Bi chọn những cái bản nhạc Bi thường hay test gửi tới quý vị ấy, để quý vị cùng nghe nha. Ai cần thì alo cho Bi sớm nha. Một cái dung lượng duy nhất là 128GB. Quý vị nhớ nha, một dung lượng thôi, Bi không bán nhiều loại đâu, chỉ bán một loại 128GB. Rồi mà quý vị nhớ mức giá của đôi loa này chưa? À và nãy Bi quên nói về cái thông số của đôi loa này rồi. Cái đôi loa Tannoy DC2000 này nó có công suất là 150W trên một thùng, nhưng mà không có karaoke đâu quý vị. Dòng Tannoy, những dòng high-end thì quý vị không karaoke, rất là tiếc, mà chúng ta ca thì nó rất dễ bị cháy. Và cái trở kháng của nó là 92 dB. Và xin lỗi, độ nhạy của nó là 92 dB, còn trở kháng của nó là 6 ohm nha. Kích thước hồi nãy bị đau đúng không quý vị? Hôm nay Bi sẽ test một bản nhạc tay đôi loa, là Bi cũng test hình như cũng vài thể loại nhạc rồi. Hôm nay Bi sẽ test thêm một thể loại nhạc nữa để quý vị cùng thưởng thức, và quý vị biết là cái dòng Tannoy này nghe được những thể loại nhạc nào. Và Bi chỉ có một đôi này thôi nha quý vị, một đôi DC2000 này thôi. Những cái mẫu nào mà có nhiều đôi, mà thường những cái dòng này thì cũng ít hiếm khi được nhiều đôi lắm quý vị, nên chỉ có một đôi nên mình quay đôi nào mình sẽ gửi cho quý vị đôi đó nha. Ai mua nên quý vị yên tâm đây, bên Bi không có chuyện là quay cái này mà gửi cái khác đâu, không có nha quý vị. Rồi được chưa, 12.500.000. Ai cần thì alo cho Bi. Bây giờ Bi sẽ test một bản nhạc và xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Freedom, like the swallow has learned to fly.